Hoàng tử Harry và Meghan những kẻ nói dối bắt buộc đã được chứng minh, người không nên tin, đài truyền hình tuyên bố. Một đài truyền hình đã tuyên bố rằng không nên tin vào tuyên bố rượt đuổi bằng ô tô của hoàng tử Harry và Meghan Markle vì cặp đôi hoàng gia là những kẻ nói dối bắt buộc đã được chứng minh. Nhận xét của nhà báo được đưa ra ngay sau khi Harry và Meghan tuyên bố rằng họ đã tham gia một cuộc rượt đuổi bằng ô tô gần như thảm khốc vào đầu tuần này. Hoàng tử Harry và Meghan đã bị cuốn vào cái mà họ gọi là một cuộc rượt đuổi bằng ô tô gần như thảm khốc ở New York. Mẹ của Meghan, Doria Ragland, cũng liên quan tới vụ việc. Cuộc rượt đuổi bằng ô tô bị cáo buộc được cho là đã diễn ra ngay sau buổi giả tiệc của Miss Foundation Woman of Vision. Người phát ngôn của cặp đôi hoàng gia xác nhận vụ việc đã xảy ra trong một tuyên bố. Vào đêm qua, công tước và nữ công tước xứ sắc xếp và bà Jacqueline đã tham gia vào một cuộc rượt đuổi bằng ô tô gần như thảm khốc dưới bàn tay của một nhóm các tài sản ảnh cực kỳ hung hãn. Họ cho biết vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 5. Cuộc rượt đuổi không ngừng này kéo dài hơn 2 giờ đã gây đến nhiều vụ suýt vài chạm liên quan đến những người lái xe khác trên đường, người đi bộ và hai sĩ quan cảnh sát thành phố New York. Mặc dù là người của công chúng đi kèm với mức độ quan tâm từ công chúng, nhưng điều đó không bao giờ phải đánh đổi bằng sự an toàn của bất kỳ ai. Sau đó họ tiếp tục. Việc phổ biến những hình ảnh này dựa trên cách thức thu được chúng khuyến khích một hành vi mang tính xâm phạm cao gây nguy hiểm cho tất cả những người liên quan. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin hoàng tử Harry và Meghan. Dan Coulton đã chỉ trích cặp đôi trong chương trình của anh ấy trên GB News vào tối ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 5. Dan đã phân tích lời của một tác giả hoàng gia người cho rằng tuyên bố của Meghan và Harry là một tuyên bố cảm tính. Các đài truyền hình sau đó đóng sầm các phương tiện truyền thông. Anh ta cáo buộc họ trình bày tuyên bố của Meghan và Harry là sự thật chứ không phải cảm xúc. Sau đó, anh ấy tiếp tục chiếu các đoạn phim từ thị trường New York đang xem xét kỹ lưỡng các yêu sách. Một đoạn clip về tài xế taxi tham gia vào cuộc rượt đuổi từ chối yêu sách của Harry và Meghan cũng được chiếu. Sau đó, ông tiếp tục cáo buộc rằng những tuyên bố của họ đã được chứng minh là sai. Dan sau đó tiếp tục nói, nếu Harry và Meghan có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố giả mạo của họ, họ phải công bố nó ngay bây giờ. Ngay sau đó, anh ấy cáo buộc, nhưng tôi sợ rằng đây chẳng qua là một trò đóng thế bệnh hoạn để thu hút những người ủng hộ đôi sắc xét của họ đứng sau họ. Dan sau đó chỉ trích một tác giả hoàng gia vì đã so sánh cuộc rượt đuổi được cho là với cái chết của cố công nương Diana. Sau đó, anh ta tiếp tục cáo buộc những tuyên bố của họ chỉ là một cây gầy khác để đánh bại hoàng gia. Anh ấy nói, đã đến lúc các phương tiện truyền thông phải khôn ngoan. Dan sau đó tiếp tục tuyên bố, Harry và Meghan hiện đã được chứng minh là những kẻ nói dối bắt buộc. Chỉ cần nhìn vào mô tả của những lời nói dối trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, chưa kể cuốn từ truyền của Harry, vì vậy hãy ngừng coi cảm xúc của họ là sự thật và bắt đầu kiểm tra tính xác thực của những điều vô nghĩa đó trước khi phát cho hàng triệu người